Ngày xưa, ngày xưa, có vị thần được giao nhiệm vụ cai quản một vườn cây xanh tốt. Vì ở một mình nên vị thần đã ban phép cho một loài cây biết nói để cho chuyện với mình mỗi khi buồn. Loài cây đó được đặt tên là bao báp. Lúc mới biết nói, cây bao báp hát hò, kể chuyện làm cho vị thần và các loài cây khác luôn sống trong không khí vui tươi. Một ngày của họ tràn ngập những điều tuyệt vời. Nhưng đến một ngày, cây bao báp chỉ nói ra những đòi hỏi, yêu cầu của mình khi sống trong khu vườn này. Tôi không thích loại đất ở đây. Nó không cung cấp đủ dinh dưỡng cho tôi mỗi ngày. Đất nghe thấy vậy buồn lắm. Cây bao báp ơi, dinh dưỡng của tôi phải phân đều cho cây của khu vườn này không thể dành riêng cho bạn được. Vậy tại sao các loài cây khác thì cao lớn, còn ta thì vẫn thấp bé thế này? Ta muốn được cao hơn, muốn được thấy ánh nắng mặt trời như những cây kia. Cây bao bắp vừa chỉ những cây bên cạnh mình, vừa nói đầy bức xúc. Đất ơi, người hãy cho cây bao bắp cao lên giúp ta nhé. Vị thần nhờ đất giúp theo như yêu cầu của cây bao báp. Ôi, giờ mình đã cao lớn rồi, thật thích. Nhưng lạ thật, các cây khác có cả hoa, cả quả, sao mình không có nhỉ? Mình phải đòi tiếp thôi. Cây bao báp tự nói với mình. Đất ơi, dậy đi, dậy đi. Ngủ mãi như vậy mà không thấy chán à? Tại sao ta là một cây trưởng thành mà không có hoa, không có quả như các cây này? Cây bao bắp gọi ầm lên khi đất vừa nhau nhau đôi mắt ngước nhìn. Nhiệm vụ của ta là cung cấp dinh dưỡng và khoáng chất nuôi cây thôi. Ta không biết những việc còn lại. Ngươi gặp vị thần cai quản mà hỏi, xin hãy để yên cho ta ngủ. Đất trả lời rồi ngủ tiếp cây bao bắp gặp vị thần trình bày và được vị thần cho hoa, cho quả như các cây khác. Nó vừa chỉ kịp hân hoan thì đã chợt nhận ra. Ồ, sao lạ vậy nhỉ? Hoa của các cây đã tàn, quả của các bạn cây bên cạnh mình đã to tròn. Tức giận khi mình thua kém các bạn, cây bao bắp lại ầm ầm gọi vị thần cai quản để trình bày. Vị thần đành nhượng bộ cây bao bắp cho quả chắc mẩy. Nắng làm cho một số quả chín đỏ, một số quả khô già ở các cây trong vườn, còn quả của bao bắp vẫn như cũ, nên cơn giận trong nó lại đùng đùng nổi lên. Nó gọi vị thần. Vị thần ơi! Vị thần ơi! Xuân hiện mau mau! Tại sao lại đối xử với ta bất công vậy? Hãy để quả của ta như các loại quả khác. Vị thần cai quản xuất hiện, nhưng thái độ đã không còn như những lần trước. Ngài ôm đầu nói to: "Ngươi hãy ngừng than vãn đi, ta đau đầu quá rồi. Nếu ngươi còn làm ảnh hưởng đến các loài cây khác, ta sẽ nhốt ngươi lại. Hãy tự vận động để phát triển như các bạn của ngươi đi." ta cao lớn như thế này làm sao mà ngài có thể nhốt ta được? nếu ngài không để quả của ta được như các loài khác thì ta sẽ làm cho cả khu vườn này phải đau đầu và mặt đất cũng không thể ngủ được. cây bao bắp vẫn kiên quyết phản đối và làm ầm lên. nhưng vị thần đã hóa phép và cây bao bắp nằm gọn trong một cái lồng. người hãy ở trong đó suy nghĩ về hành động của mình đi. Khi nào ngươi nhận ra lỗi, thì hãy gọi ta mở cái lồng này ra cho ngươi. Nằm trong lồng, nghĩ lại những ngày tháng qua, cây bao báp cảm thấy ân hận. Trong khi các bạn cây khác lặng lẽ phát triển, thì nó chỉ lại đòi hỏi. Vị thần cai quản ơi, xin hãy thu lại giọng nói của tôi để tôi được tự phát triển như các cây khác. Cây bao báp quay sang nói với các loài cây và cúi nhìn đất, "Tôi xin lỗi các bạn cây và đất, vì thời gian qua đã làm các bạn khó chịu. Giờ chúng ta hãy cùng sống vui vẻ bên nhau nhé." Từ đó, bao báp đã tự mình vươn dậy, phát triển xanh tốt và trở thành loài cây cung cấp rau, thuốc củi cho con người thân cây trở thành ngôi nhà an toàn cho một số loài động vật. Mọi người đều yêu quý bao báp, một loài cây có ích.